Nào, ăn được à? Để đây cho thơm thôi. Chị thích chơi hai cái cục kia đẹp. Đứa nào cũng có phần. Nào, mỗi đứa chơi một cái. Nào cô chú ơi, đấy không phải đồ ăn. À, ra kia chơi, đồ chơi kia mà. Cho mấy đứa ra chơi với nhau đi. Cầm ra đằng này chơi. Sao phải giấu ra đấy? Mỹ ở ngoài thôi. Sao lại dọa em?